tốc nối Thái Bình và Nam Định có chiều dài hơn 60 km, sau khi hoàn thành sẽ giúp lưu thông thuận tiện và giảm thời gian di chuyển giữa hai tỉnh. Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Bình vừa phát đi thông báo về dự án đầu tư xây dựng tuyến đường bộ cao tốc CT08 đoạn qua tỉnh Nam Định và Thái Bình trong thời gian tới. Theo đó, tuyến cao tốc này được triển khai theo hình thức đối tác công tư PPP với 4 làn xe hoàn chỉnh và tốc thiết kế 120 km h tuyến đường có chiều dài khoảng 60,9 km, điểm đầu dự án tại xã Nghĩa Thái, huyện Nghĩa Hưng, tỉnh Nam Định, điểm cuối tại xã Thụy Trình, huyện Thái Thụy, tỉnh Nam Định. Dự án dự kiến thực hiện với tổng mức đầu tư gần 20.000 tỷ đồng. Mục tiêu dự án nhằm từng bước hoàn thiện các tuyến đường bộ cao tốc trong quy hoạch mạng lưới đường bộ giai đoạn 2021-2030 tầm nhìn đến năm 2050 kết nối đường bộ cao tốc các tỉnh Thanh Hóa, Ninh Bình, Nam Định, Thái Bình đến thành phố Hải Phòng, Quảng Ninh. Dự án cũng sẽ tạo động lực phát triển các tỉnh thành phố vùng đồng bằng sông Hồng và Bắc Trung Bộ làm cơ sở để thu hút các nhà đầu tư trong nhiều lĩnh vực, đặc biệt là phát triển đô thị, công nghiệp, thương mại và dịch vụ. Dự án khi đưa vào sử dụng được kỳ vọng sẽ góp phần tăng khả năng kết nối giao thông giữa các tỉnh trong vùng đồng bằng sông Hồng, vùng thủ đô Tuyến đường cao tốc CT08 hoàn thành sẽ kết nối với hệ thống các tuyến cao tốc trong khu vực như tuyến cao tốc Bắc Nam, tuyến cao tốc Hà Nội Hải Phòng, các tuyến quốc lộ 10, 11A, 21, 37, 39. Bộ Giao thông Vận tải tích cực triển khai lập báo cáo nghiên cứu tiền khả thi dự án làm việc với 9 địa phương dọc tuyến để thỏa thuận hướng tuyến, vị trí quy mô nhà ga. Chiều ngày 8 tháng 11 tại trụ sở chính phủ, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà và Phó Thủ tướng Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn đồng chủ trì cuộc họp để nghe báo cáo tình hình triển khai dự án đầu tư xây dựng tuyến đường sắt Lào Cai Hà Nội Hải Phòng. Tại cuộc họp, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà nhấn mạnh quá trình chuẩn bị đầu tư xây dựng các dự án kết nối đường sắt Lào Cai Hà Nội Hải Phòng phải bám sát chủ trương chỉ đạo của Đảng nhà nước về phát triển ngành đường sắt hiện đại đồng bộ thống nhất với quy chuẩn tiêu chuẩn của thế giới đồng thời phải đảm bảo khả năng độc lập tự chủ về thiết kế cơ khí chế tạo, quản lý vận hành, thể hiện tính nhất quán, hợp tác chuyển giao công nghệ, đào tạo nhân lực, vận dụng cơ chế chính sách huy động nguồn lực. Trên cơ sở đó, Phó Thủ tướng yêu cầu Bộ Giao thông Vận tải khẩn trương tăng cường năng lực đơn vị tư vấn trong nước trong lập báo cáo nghiên cứu tiền khả thi, đảm bảo sự thống nhất thông suốt về số liệu, thông tin với báo cáo nghiên cứu khả thi dưới sự giám sát đánh giá của cơ quan tư vấn độc lập có đủ năng lực chuyên môn về hạ tầng đường sắt tốc độ cao vận hành hệ thống nhà ga logistics quá trình xây dựng các gói thầu cần có sự tham gia của chuyên gia đơn vị tư vấn độc lập về thiết kế kỹ thuật đề ra đầu bài cho các gói thầu nhằm thực hiện đầy đủ yêu cầu của dự án từ nghiên cứu điều tra khảo sát thiết kế thi công vận hành Bên cạnh đó, Phó Thủ tướng đề nghị Bộ Giao thông Vận tải, Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam chuẩn bị phương án lựa chọn các doanh nghiệp trong nước sẵn sàng đầu tư, nghiên cứu, đào tạo, tiếp nhận công nghệ để hình thành nền tảng cho ngành công nghiệp đường sắt. Tại cuộc họp, Phó Thủ tướng Bùi Thanh Sơn lưu ý, ngay giai đoạn đầu, triển khai dự án đầu tư xây dựng tuyến đường sắt Lào Cai Hà Nội Hải Phòng phải có đơn vị tư vấn độc lập dày dạn kinh nghiệm, có trình độ và uy tín trong lĩnh vực đường sắt để hỗ trợ Việt Nam trong thẩm định tư vấn nhắc lại yêu cầu của Thủ tướng Chính phủ bên cạnh xây dựng các tuyến đường sắt, việc hợp tác phải giúp ngành công nghiệp đường sắt Việt Nam phát triển. Phó Thủ tướng Bùi Thanh Sơn cho rằng mục tiêu quan trọng hướng tới là ngành công nghiệp đường sắt Việt Nam độc lập tự chủ trong thiết kế, xây dựng, vận hành, quản lý nguồn nhân lực. Báo cáo tại cuộc họp Thứ trưởng Bộ Ngoại giao, Bộ Giao thông Vận tải Nguyễn Danh Huy cho biết Tuyến đường sắt Lào Cai Hà Nội Hải Phòng đã được xác định trong các quy hoạch tổng thể quốc gia, quy hoạch ngành quốc gia, quy hoạch vùng Trung du miền núi phía Bắc, đồng bằng sông Hồng, các quy hoạch tỉnh, Trung Quốc đã cung cấp khoản viện trợ không hoàn lại để triển khai lập và hoàn thành quy hoạch chi tiết tuyến đường sắt mới Lào Cai Hà Nội Hải Phòng, bàn giao kết quả nghiên cứu cho phía Việt Nam vào tháng 8 vừa qua. Tháng 8 vừa qua, Thủ tướng Chính phủ đã giao kế hoạch vốn năm 2024 để chuẩn bị đầu tư dự án Hiện Bộ Giao thông Vận tải tích cực triển khai lập báo cáo nghiên cứu tiền khả thi dự án, đã làm việc với 9 địa phương dọc tuyến để thỏa thuận hướng tuyến vị trí quy mô nhà ga với các địa phương. Đồng thời, để đẩy nhanh tiến độ, đảm bảo chất lượng dự án, Bộ Giao thông Vận tải đã phê duyệt hỗ trợ kỹ thuật không hoàn lại để ra soát báo cáo nghiên cứu tiền khả thi. Trung Quốc đã cử chuyên gia sang hỗ trợ kỹ thuật từ tháng 10 vừa qua để phối hợp với tư vấn Việt Nam trong quá trình lập báo cáo nghiên cứu tiền khả thi. Thứ trưởng Bộ Giao thông Vận tải đã báo cáo cụ thể về phương án thực hiện tự chủ trong quá trình triển khai dự án trong tư vấn thiết kế, tư vấn giám sát, thi công hạ tầng, chế tạo toa xe, đầu máy, hệ thống điện động lực, quản lý vận hành. Theo báo cáo của Bộ Giao thông Vận tải, xây dựng mới tuyến đường sắt Lào Cai Hà Nội Hải Phòng kết nối với cảng biển quốc tế Hải Phòng, kết nối liên vận quốc tế với Trung Quốc nhằm triển khai kế hoạch hợp tác kết nối giữa khuôn khổ hai hành lang một vành đai với sáng kiến vành đai và con đường đáp ứng nhu cầu vận tải chất lượng cao, nhanh chóng, thuận tiện và an toàn. Đường sắt Lào Cai Hà Nội Hải Phòng có tổng chiều dài 417 km đi qua 9 tỉnh gồm Lào Cai, Yên Bái, Phú Thọ, Vĩnh Phúc, Hà Nội, Bắc Ninh, Hưng Yên, Hải Dương và Hải Phòng, dự kiến có 36 ga bỏ tư duy không biết thì cấm cụ thể dự thảo nghị định quy định danh mục hàng hóa nguy hiểm và trình tự thủ tục cấp giấy phép giấy chứng nhận hoàn thành chương trình tập huấn cho người lái xe hoặc áp tải vận chuyển hàng hóa nguy hiểm trên đường bộ cùng với đó là nghị định quy định về hoạt động vận tải đường bộ nghị định quy định về đào tạo và sát hạch lái xe nghị định quy định chi tiết về hướng dẫn thi hành một số điều của luật đường bộ Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà nhấn mạnh tư duy xây dựng ban hành thể chế phải hết sức đổi mới thay vì không biết thì cấm thì mạnh dạn phân cấp thí điểm những nội dung chính sách mới, nếu được thực tiễn chứng minh là đúng thì tổng kết đưa vào những văn bản pháp luật có hiệu lực pháp lý cao hơn. Các văn bản pháp luật trong đó có nghị định phải tạo ra không gian sáng tạo cho cơ quan quản lý, các bên tham gia thực hiện cũng như giám sát quá trình thực hiện. Thông tin về dự thảo nghị định vận chuyển hàng hóa nguy hiểm, Thứ trưởng Bộ Giao thông Vận tải Nguyễn Duy Lâm cho biết dự thảo đã quy định danh mục hàng hóa nguy hiểm, việc vận chuyển hàng hóa nguy hiểm, cấp giấy phép vận chuyển hàng hóa nguy hiểm bằng phương tiện giao thông cơ giới đường bộ, cấp giấy chứng nhận hoàn thành chương trình tập huấn cho người lái xe. Một số điểm mới của nghị định là quy định rõ hơn đơn vị thực hiện tập huấn tiêu chuẩn người tập huấn, đối tượng được tập huấn an toàn hàng hóa nguy hiểm, chuyển cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép vận chuyển hàng hóa nguy hiểm, loại 5 và loại 8 từ Bộ Khoa học và Công nghệ sang Bộ Công thương bộ giao thông vận tải đã giả soát điều chỉnh bổ sung quy định các mẫu phù hiệu xe ô tô kinh doanh vận tải xe bốn bánh có gắn động cơ hoạt động vận tải trung chuyển hành khách và giả soát chỉnh sửa kỹ thuật soạn thảo văn bản phù hợp thống nhất với các văn bản pháp luật liên quan phó thủ tướng đề nghị cơ quan soạn thảo giả soát hoàn thiện quy định đăng ký quản lý điều kiện tiêu chí phương tiện và người tham gia hoạt động kinh doanh vận tải tích hợp cơ sở dữ liệu dân cư quốc gia xây dựng tiêu chí, nhóm điều kiện để thí điểm hoạt động đối với các phương tiện giao thông mới không được không biết thì cấm. Bên cạnh đó, Bộ Giao thông Vận tải cần nghiên cứu các quy định tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin giám sát hành trình, tốc độ của các xe ô tô khách chạy tuyến cố định, quy hoạch đầy đủ phù hợp các trạm điểm dừng nghỉ, quản lý số lượng xe ô tô khách chạy tuyến cố định theo lưu lượng hành khách, đảm bảo an toàn cạnh tranh lành mạnh. Rõ nguyên tắc một việc một người chịu trách nhiệm về dự thảo nghị định đào tạo lái xe cơ quan soạn thảo đã bổ sung thêm hình thức đào tạo lái xe khác tự học đào tạo từ xa tự học có hướng dẫn loại hình nhân lực điều kiện cơ sở vật chất của các cơ sở đào tạo lái xe tổ chức bộ máy loại hình nhân lực của trung tâm sát hạch lái xe sân tập lái dùng để sát hạch lái xe mô tô bộ giao thông vận tải cũng giả soát các quy định về điều kiện của xe tập lái yêu cầu khám sức khỏe định kỳ của đội ngũ giáo viên dạy thực hành lái xe. Đại diện Hiệp hội Vận tải ô tô Việt Nam đề nghị bổ sung đối tượng giáo viên dạy thực hành lái xe có bằng tốt nghiệp trung học phổ thông, ngoài những người có bằng tốt nghiệp trung cấp chuyên nghiệp hoặc trung cấp nghề theo quy định từ năm 2007 đến nay, giả soát xem xét lại quy định cứng về diện tích, sân tập lái mà theo khả năng đáp ứng học viên đào tạo. Đối với dự thảo nghị định về quản lý đường bộ đã quy định rõ các điều kiện, tiêu chí đối với từng loại công trình kết cấu hạ tầng do trung ương quản lý và phân cấp cho địa phương quản lý. Các địa phương phải đảm bảo kết nối giao thông đồng bộ về tải trọng, phương tiện tham gia giao thông trên đoạn quốc lộ được giao với các tuyến đường bộ trong quy hoạch mạng lưới đường bộ và đảm bảo kết nối giao thông thuận lợi với các tuyến đường khác trong khu vực. Bộ Giao thông Vận tải chịu trách nhiệm kiểm tra việc thực hiện các đầu tư của các tỉnh theo quy hoạch mạng lưới đồng bộ, quy hoạch kết cấu hạ tầng đường bộ được duyệt và việc đảm bảo kết nối giao thông. Nghị định đã có các quy định chuyển tiếp việc thực hiện đối với quốc lộ phân cấp cho Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quản lý, quốc lộ Thủ tướng Chính phủ giao Ủy ban dân cấp tỉnh quản lý để công tác quản lý vận hành khai thác và bảo trì kết cấu hạ tầng được thực hiện liên tục đảm bảo an toàn kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ, an toàn giao thông trên hệ thống quốc lộ. Về quản lý đường cao tốc, cơ quan soạn thảo đã tiếp thu chỉnh lý quy định thứ tự ưu tiên khi thỏa thuận phương án mở rộng nâng cấp đường cao tốc theo nguyên tắc đấu thầu, lựa chọn nhà đầu tư, chỉ định nhà đầu tư hiện hữu hoặc nhà nước thực hiện. Việc nghiên cứu đầu tư trạm dừng nghỉ phải được thực hiện đồng thời trong giai đoạn nghiên cứu đầu tư xây dựng dự án đường cao tốc mới từ khi Luật Đường bộ có hiệu lực ngày 1 tháng 1 năm 2025. Các tuyến đường bộ cao tốc đã đầu tư xây dựng trước khi luật đường bộ có hiệu lực mà chưa có trạm dừng nghỉ, dự thảo nghị định đã quy định lộ trình đầu tư hoàn thiện điều 57 dự thảo nghị định. Phó Thủ tướng chỉ rõ nguyên tắc một việc một người chịu trách nhiệm trong phân cấp quản lý đường bộ. Theo đó, Bộ Giao thông Vận tải và các bộ ngành liên quan chịu trách nhiệm xây dựng, ban hành quy hoạch, chiến lược, quy chuẩn, tiêu chuẩn thiết kế của hệ thống giao thông đường bộ quốc gia, quốc tế phải đảm bảo tính đồng bộ thống nhất, quản lý thống nhất toàn bộ, thông tin dữ liệu, thiết kế hệ thống để giám sát, điều hành tại từng tỉnh và cả nước, địa phương làm, trung ương quản lý. Các địa phương được phân cấp đồng bộ, thống nhất, toàn diện trong quản lý các tuyến đường bộ từ quyết định đầu tư, ngân sách đầu tư, quản lý vận hành, duy tu bảo trì, thiết kế, chính sách, đảm bảo khi phân cấp các địa phương đều có đủ nguồn lực để thực hiện nhiệm vụ được phân cấp. Địa phương có kinh tế, phát triển thì chủ động bố trí ngân sách, vùng khó khăn thì có cơ chế điều tiết ngân sách từ trung ương